Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 17 tháng 9 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình tuổi Tý ngày nay, nhờ có tam hợp phù trợ mà thứ sáu này sẽ là một ngày làm việc vô cùng thuận lợi với người tuổi Tý. Những chú chuột có thể thở phào khi mọi việc đang tiến triển theo đúng như mong muốn và kế hoạch của bạn. Điều này giúp bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ cả ngày dài. Lại thêm chính quan nhập cục, con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi để có được điều mình muốn, đà thăng tiến ngày càng rộng mở trước mặt bạn. Tuy nhiên, trong ngày gặp thủy thổ xung khắc tác động không nhỏ đến vận trình tình cảm của bản mệnh, sự hy sinh của bạn ngày càng bị người ấy coi như một lẽ đương nhiên và không chút cảm kích hay hồi báo xứng đáng khiến bạn tổn thương vô cùng. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc, dù có sự chắc trở đôi chút, không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến, tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước, không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi, tài lộc có sự chắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, nên có sự nghỉ ngơi, hoặc không nên có mưu cầu lớn lao sẽ không có kết quả, sức khỏe không tốt, mong cầu về tin tức dễ gặp chuyện không như ý hoặc có tin buồn, gia đạo bất an tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có sự đáo hạn hẹn ước định kỳ có tin xa có khách đến không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan cần lưu ý dễ có sự đảo lộn gặp trở lực có tin buồn hao tốn về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ việc mong cầu về công danh tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả, không nên chán nản. Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết, ngày có nhiều bận rộn, có tin tức ở xa, có hỷ sự, sức khỏe không tốt, không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ hoặc tin tức chậm. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều chuyện bận rộn lo âu khi sự việc xảy ra hoặc có tin tức không tốt cho sức khỏe, bổn mạng, công danh, tình cảm, hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, đi xa, tiến hành công việc, có tin buồn ở xa của người thân hoặc chỉ gặp những người đem đến những điều bất lợi cho mình. Cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, có sự hư hại đồ đạc, tài lộc kém. Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu trải qua ngày thứ sáu này vấp phải cục diện thìn sửu tương phá nên dễ gặp phải những điều không như ý khiến tâm trạng xa suốt nghiêm trọng. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành đúng theo kế hoạch mình đã lập ra từ trước. Chẳng những vậy, Họa thương quan xuất hiện cũng cảnh báo những chú trâu cần đề phòng những kẻ có ý đồ xấu ở ngay bên cạnh mình, nhất là những kẻ nịnh nọt, a du theo bạn. Có thể chính những kẻ tiểu nhân này sẽ ném đá giấu tay, phá hoại khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Thổ khí phượng cũng sẽ gây ra một vài vấn đề về sức khỏe khiến con giáp này luôn cảm thấy bất an trong lòng. Tuy nhiên, nếu bạn để ý cơ thể của mình và tìm cách nghỉ ngơi sớm thì sẽ sớm được hồi sức và mọi việc lại ổn thôi. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim, ngày phải bôn ba cực nhọc mới có được kết quả chút ít mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn tâm tình bất an nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc chỉ là lộc ăn món quà nhỏ có tin buồn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn nếu có người đề nghị về hợp tác hoặc chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa trở nên vội vã kết luận hoặc kết thúc công việc khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại phiền lòng nếu có người đề nghị về hợp tác hoặc phải chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt là mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên mưu sự hoặc cưỡng cầu khi hoàn cảnh hiện tại đã có sự thay đổi nên thuận theo ý trời và chấp nhận những quyền lợi còn sót lại nên ra đi hoặc thay đổi hiện trạng ở lại hoặc cứ cố chấp sẽ hoàn toàn không có lợi càng giải bày thì lại càng không có lợi nói chung là nên mạnh dạn hành động phù hợp với tình hình thực tế về tài lộc nên dàn xếp cho sòng phẳng nếu thấy có lợi chút ít mà còn giữ được tình cảm tốt với nhau là điều nên làm có tin xa có khách đến tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần lưu ý những việc làm giấy tờ ở quá khứ có điều sơ sót ảnh hưởng đến công việc hiện tại nếu thấy có điểm gì nghi ngờ nên tìm hiểu lại không nên phát triển thêm hoặc đầu tư tiến hành mọi chuyện không có lợi tài lộc còn chậm chạp nếu có cũng vào nhanh ra nhanh đề phòng tiểu nhân chơi xấu tử vi tuổi dần tử vi hôm nay chỉ ra rằng thiên ấn xuất hiện trong tử vi thứ sáu này của người tuổi dần đây là tín hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh khi sự sáng tạo trong công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá khá cao bạn có thêm không gian để phát triển và được cấp trên ủng hộ nhiệt tình có điều con giáp này cần cân bằng khoảng thời gian dành cho công việc và gia đình thổ mộc xung khắc báo hiệu rằng nửa kia của bạn có thể sẽ không hài lòng nếu bạn đi sớm về khuya cho dù có là vì lý do công việc đi chăng nữa bản mệnh nên tâm sự chia sẻ hơn với người bạn đời của mình nếu thực sự trong khoảng thời gian này không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình đừng để đến lúc bạn vất vả giành được mọi thứ nhưng gia đình lại chẳng còn hạnh phúc như xưa tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy mưu sự còn bị nhẫn lối hoặc công việc gặp trắc trở cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin của họ có sự di chuyển thay đổi có tài lộc hạp các nghề xe cộ máy móc chế biến pháp luật tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có người mang tin đến có tin buồn có tin vui ở xa mọi việc hãy để tự nhiên không nên manh động thì đỡ xấu ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt tài lộc dễ hao hoặc phải chi trả những việc đáo hạn định kỳ đến hẹn tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt tài lộc trung bình cẩn trọng với lời nói dễ có sự tranh cãi gặp phiền muộn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân hoặc người cấp trên đồng sự với mình tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn cầu tài sẽ bị phá ngang nửa chừng việc xảy ra ngoài ý muốn tâm tình bất an có chuyện buồn hay lo gặp trở ngại có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như tình cảm cần phải giải quyết tài lộc nhỏ hoặc chậm chạp dễ hao tài sự mong cầu về đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại chưa tốt tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên e sợ chuyện mích lòng phiền lòng cứ mạnh dạn nêu ý kiến tài lộc còn chậm ngày có nhiều tin tức hoặc chỉ để bàn thảo không nên tiến hành quyết định sẽ gặp nhiều chống đối bất mãn cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc vật liệu xe cộ có sự hư hại hoặc cần phải tu bổ sửa chữa giới hạn trong việc di chuyển đi lại có tin buồn hoặc trái với dự tính tử vi tuổi mão với người tuổi mão bước sang ngày thứ sáu này phạm cục diện ngủ hành thìn mão tương hại gây ra những dạn nứt trong mối quan hệ của người tuổi mão với đồng nghiệp việc hợp tác không thuận lợi khiến kết quả công việc không được như ý đôi bên cố tình làm khó nhau dễ chấp vặt nên khi phối hợp nên dễ mắc sai lầm tiến độ đình trệ nếu cứ để tình trạng này kéo dài cả bạn và đối phương sẽ bị cấp trên khiển trách mộc khắc thổ còn là điềm báo tình cảm dạn nứt mối quan hệ giữa tuổi mão và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn đôi bên thiếu tin tưởng và thông cảm cho những khó khăn vướng mắc của nhau theo lịch vạn niên ngày 17 tháng 9 năm 2021, tức ngày 11 tháng 8 âm lịch, ngày này không tốt lắm, khó đạt được mục tiêu bạn nên tránh thực hiện các công việc quan trọng trong ngày này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc làm trong sự miễn cưỡng tất cả chỉ là ngắn hạn thành công trong nhất thời dễ bị bỏ giờ ngồi lâu có hại trong nội bộ có người châm trích và cũng không nên vì tình cảm mà che chở cho họ hoặc phải chịu đựng mãi nên có thái độ dứt khoát tài lộc trung bình ngày có tiệc vui hoặc có thêm người tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dù có đang tiến hành làm công việc gì cũng nên duy tính trước sau, đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi, nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Có tin xa nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại. Chắc trở nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn nên có sự thay đổi về phương hướng của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quả tặng cuộc vui ngắn, có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Tất cả mọi sự đều thay đổi, việc chờ đợi đã lâu nay đến lúc cần phải giải quyết hoặc được gặp gỡ, công việc đã đến hạn kỳ, cầu đi xa thì nên tiến hành, có sự hội ngộ và có sự chia tay nếu bấy lâu nay đã gặp gỡ, có tài lộc hoặc có lộc ăn, tin vui, tiệc tùng, nhưng mình cũng phải có hao tốn chút ít, có tin tức hoặc giấy mời. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim công việc đang làm dễ bị phá ngang, bỏ dở vì có tin tức mới hoặc có khách đến. Ngày nên thay đổi tình trạng hiện tại, đi xa hoặc tổng kết, bắt tay vào công việc mới, thuận lợi cho việc đính hôn, hợp tác, trừ cũ lập mới, có tài lộc hoặc có lộc ăn, dự tiệc nhưng không đi, hoặc vui không trọn vẹn. Nên cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc, có tin buồn về công danh, tình cảm, bổn mạng của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi thìn Ngày này, cục diện thìn thìn tự hình có thể là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi thìn trở nên cứng đầu và cố chấp hơn hẳn ngày thường bạn tự đặt ra một giới hạn để ngăn cách những người khác vừa không muốn phối hợp với bất cứ ai lại vừa không muốn để ai can thiệp vào mình đang làm bạn cứ nghĩ đó là nguyên tắc của riêng bản thân song trong mắt người khác bạn đang tự cô lập và tách biệt bản thân ra khỏi tập thể mà thôi hãy cố gắng điều chỉnh thái độ xử sự thích hợp hơn nhé thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người phản đối. Thử dành thời gian suy ngẫm lại xem, biết đâu bạn mới là người sai bởi cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn bạn đấy. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng, dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi, gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt, tài lộc chậm chạp hoặc chỉ là lộc nhỏ, có tin buồn. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán, nên dè dặt trong mọi chuyện, có tin xa, nên thu vén công việc và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại, tâm tình bất an, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, cho nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt, nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc, có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẻ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng về sức khỏe, tâm tình bất an, không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra mà chỉ nên hành động như thường ngày. Sẽ có tin đến, tài lộc bình thường, có sự cầm giữ tiền bạc của người khác hoặc có mà phải có sự phân chia. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ, cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng, hoàn cảnh phải có sự chờ đợi, chậm trễ chút ít tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng có tin tức của người nữ ở phương xa nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận bàn thảo nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn chắc trở hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới chi dụng tiền bạc cho khéo léo dễ hao tài nên hoàn trả nợ nần tu bổ sửa chữa mua sắm những việc cần thiết hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết Tử vi tuổi Tỵ. Với người tuổi Tỵ trong ngày thứ Sáu này, gặp tỷ kiên nhắc trở bản mạnh cần thêm sự quyết đoán và tự tin thì mới mong giành được thành công sau bao nỗ lực. Bạn là người có tài, song đôi lúc lại hay do dự không cần thiết, lo nghĩ quá nhiều nên dễ để cơ hội quý giá chưa qua mất. Hỏa sinh thổ, người độc thân có khả năng sẽ gặp được đối tượng mới khiến bạn có thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc, tuy nhiên, người ấy có thể sẽ khác xa trong trí tưởng tượng của bạn, bạn phải cần có thêm thời gian tìm hiểu để nhận ra họ có phù hợp với mình hay không. Theo Hải Thượng Lãn Ông ngày 11 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, không nên vội vã tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên nói lối cũ an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có sự chắc trở khó khăn hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở tiến thoái lưỡng nan chỉ nên làm việc bình thường có tin xa nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phải giúp đỡ nên ra đi giải quyết công việc, có tin tức ở xa hoặc có khách đến, có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, nên mạnh dạn thay đổi vì bè bạn người thân hiểu được hoàn cảnh của mình, ngay thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, cầu việc làm, cầu tin tức, thu vén công việc. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả, nếu có nhận được tin không tốt, hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại, sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác, không nên hấp tấp trả lời, tài lộc trung bình, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc, đồ đạc. Tử vi tuổi ngọ, thứ sáu này, người tuổi ngọ cần phải đề phòng họa phá tài, tiền bạc thất thoát do có kiếp tài giáng họa, chi nhiều hơn thu, tài lộc tiêu tán vì bản mệnh không kiểm soát được nguồn tiền mình có trong tay khi thường xuyên tiêu xài hoang phí, đổ tiền vào những thứ không thực sự cần thiết đây là sai lầm của con giáp này khi đã không lên kế hoạch tài chính chi tiêu hợp lý và hiệu quả ngoài ra mệnh chủ cũng cần phải tỉnh táo trong các quyết định đầu tư kinh doanh kẻo sập bẫy kẻ xấu mất cả trí lẫn trài ngũ hành tương sinh bù lại cho những chú ngựa một vận trình tình duyên êm ả khi cả bạn và người ấy luôn nỗ lực để vun vén tình yêu của cả hai bạn hiểu rằng tình yêu luôn luôn phải đến từ hai phía nếu chỉ có một người nỗ lực thì tình yêu không thể bền được nên luôn chung tay cố gắng đắp xây hạnh phúc cùng nửa kia tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Có người khác xen vào chuyện của mình hoặc thời cơ, cơ hội không chiều theo ý mình, tin tức đến không tốt, có nhiều chuyện lo về công danh, tình cảm, tiến lên thì bất lợi, chỉ gây thêm sự rắc rối, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm, nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình tranh cãi, mích lòng, giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được với, ý. có tin hoặc chuyện buồn. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa, có sự gặp gỡ, hội ngộ, có tài lộc. Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách quán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ có tin đến khiến mình phải lo toàn giải quyết những công việc cần gấp có quý nhân hoặc khách đến đem tin về sự thay đổi đường hướng làm ăn công việc sức khỏe không tốt tâm tình bất an có tài lộc nhưng cực nhọc do tình thế có nhiều biến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh có tin xa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có tin tức liên quan đến nơi ăn trốn ở danh phận chức vụ tình cảm của mình nên có sự hòa giải hoặc nhu thuận khi muốn hồi âm có thể là bị hiểu lầm hoặc họ chưa nhận được tin mới có lộc hoặc có lộc ăn dự tiệc nên im lặng lắng nghe hơn là bàn cãi sẽ có chuyện mích lòng vui không trọn vẹn cẩn trọng khi di chuyển đi đứng sử dụng máy móc xe cộ dễ gặp rủi ro sức khỏe không tốt gia đạo có người bệnh hoặc gặp chuyện buồn tử vi tuổi mùi trong ngày có thương quan gây rối người tuổi mùi đang gần như quá tải với trách nhiệm mà mình đang phải cáng đáng hiện tại đừng lúc nào cũng ôm đồm hết mọi thứ vào người như thế không sớm thì muộn bạn cũng sẽ mệt mỏi và kiệt sức mất thôi. Bản mệnh có thể tìm tới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn bè thân thiết. Họ luôn sẵn lòng để hỗ trợ bạn như cách bạn vẫn hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Yêu cầu sự giúp đỡ không có nghĩa là yếu kém nên đừng suy nghĩ quá nhiều bạn nhé. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng chính Bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Còn nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm tình cảm tiền của sự đáo hạn định kỳ có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc ngày có nhiều chuyện phải lo âu giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại, cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình, có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, không nên tự mình quyết định khi chưa có sự tham khảo ý kiến của quý nhân bè bạn những việc có liên quan nếu không như vậy thì chớ nên hành động vấn đề còn mơ hồ và sẽ có tin tức mới ở một ngày khác chỉ nên thu vén công việc giải quyết những gì còn tồn động ở quá khứ tài lộc vào nhanh ra nhanh có sự kiêm nhiệm đại diện làm thay cho người khác hoặc được nhờ vả tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày tốt có tin tức tốt lành về công danh tài lộc tình cảm công việc nên tiến hành bình thường không nên thay đổi không nên dinh dáng chuyện người dễ bị hiểu lầm. Có người đến gặp hoặc nhắn tin nhờ vả. Tử vi tuổi thân Ngay có cục diện tam hợp xuất hiện, đây chính là quý nhân nâng đỡ để công việc của người tuổi thân có phần dễ thở hơn hẳn trước đó. Những khó khăn, vướng mắc của bản mệnh đều được tháo gỡ gọn gàng, không còn nhiều cản trở. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn. Chẳng những vậy, thiên tài trợ mệnh giúp những chú khỉ có vận trình tài lộc dồi dào, không thiếu tiền tiêu người làm công ăn lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ miệt mài với người tay trái thu nhập tăng lên cũng là từ đó với những ai theo nghiệp kinh doanh thì hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành mở rộng kinh doanh hay đổi hướng làm ăn thổ sinh kim còn cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với đối phương từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất cũng tránh được tối đa những hiểu lầm không đáng tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngay phải đương đầu với mọi tranh chấp sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng đề phòng mọi rủi ro bất chắc chuyện tình cảm nên thẳng thắn mà giải quyết nhanh chóng hợp đồng ký kết giao dịch cẩn trọng về chữ nghĩa giấy tờ sẽ có sự giấu giếm lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên gấp gáp vội vã ngay có nhiều áp lực chắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác đề phòng rủi ro khẩu thiệt tranh cãi gặp tiểu nhân hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm có tài lộc vào nhanh ra nhanh sức khỏe không tốt ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu, gặp quý nhân hoặc bạn bè đến, cẩn trọng khi di chuyển, đi lại, hấp tấp vội vàng không có lợi, có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan, đùm bọc. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, gặp người lạ cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi, ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp, tình cảm, sự mong cầu về tài lộc cũng không nên. Nếu có thì cũng có sự phân chia mích lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc, và có sự nghi kỵ ngấm ngầm, dễ hao tài, tin tức không tốt, không nên tranh luận, tranh cãi. Tử vi tuổi dậu Lục hợp nâng đỡ vận trình hôm nay của người tuổi dậu cho thấy con giáp này đang đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh nhìn rõ mục tiêu của mình nằm ở đâu, không ngần ngại bất cứ việc gì để có thể chạm tay tới thành công. Dù còn nhiều vấn đề tồn động nhưng bạn tự tin rằng mình có thể giải quyết tốt không chỉ gặp may mắn về công việc mà những chú gà còn có nhiều tin mừng ở cả đường tài lộc, chính tài nhập cục. Bạn hiện có thể hoàn toàn yên tâm khi thu nhập vững vàng ổn định, có thể thoải mái theo đuổi những việc mà mình muốn. Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của bạn cũng đang khởi sắc rất rõ. Người độc thân sau nhiều tổn thương nay đã gặp được người chân thành, yêu thương và trở che cho mình hết lòng. Trong khi đó, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Việc đến như thế nào thì cứ làm theo kế hoạch, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, có tin tức tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa, tài lộc vào gia thất thường, ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn, có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng, trong việc đi lại cũng vậy phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả nhí trọn vẹn, có tin xa có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả nhí trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Tránh mọi tranh giành có phương hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi có tin vui hoặc sự cuộc vui đình đám có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý ngày có nhiều sự thay đổi về công danh tình cảm mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc có tin vui hỷ sự thuận lợi cho việc di chuyển đi xa gặp quý nhân bè bạn có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có sự gặp gỡ người thân Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày gặp cục diện thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác do mâu thuẫn quan điểm. Dù xuất phát điểm là muốn tốt cho công việc chung nhưng một khi mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói và hành động thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, biến thành công kích cá nhân. Thực thần lại mang đến may mắn cho những người theo con đường kinh doanh, nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng kiếm lợi dựa trên cơ sở hỗ trợ nhau chứ tuyệt đối không nên dẫm đạp người khác để nâng mình lên trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thai phụ dương nằm ngủ và phòng vệ sinh do đó không nên lui tới di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó nên nhẫn nại nếu có lời trách quán hoặc bị áp lực vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc, nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt, có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, không nên than van hoặc âu lo, nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn đại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may, hãy mạnh dạn thay đổi, nếu không phải và việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Có tin xa, một ngày bận rộn hay lo. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc gặp được vận may, nếu không phải là việc quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc xem xét lại những việc cũ, không nên than van hoặc âu lo. Có tin xa, một ngày bận rộn hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội nghe tin xấu về sức khỏe công danh tình cảm của người thân bè bạn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có rất chuyện thị phi tai tiếng nên cẩn trọng về lời nói không nên dình líu đến chuyện người hoặc làm giúp chỉ có thiệt thòi không có lợi nên giải quyết những công việc đã đến hạn kỳ ngày không tốt cho việc kết bạn gặp gỡ mọi mong cầu về đi xa hoặc đi gặp gỡ đều không tốt Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi nên nhớ cân nhắc trong lời ăn tiếng nói trong ngày xuất hiện hung thần thiên quan. Có thể bạn không có ý xấu nhưng lời bạn nói khá sắc bén khiến đối phương rất dễ nóng giận, phản ứng dữ dội. Vì thế, hãy nhớ kiểm soát tốt cả lời nói lẫn cảm xúc của mình. Ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở con giáp này cần phải học cách nói chuyện khéo léo, uyển chuyển hơn để không làm mất lòng người khác. Chỉ một lời nói vô tình của bạn cũng có thể khiến tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn người độc thân nếu cứ độc lập và tự chủ quá mức có thể khiến cho những đối tượng tiềm năng e rè không dám lại gần bạn tỏ vẻ mình chẳng cần thêm một ai bởi chính bản thân bạn cũng có thể khiến cho cuộc sống của bản thân đủ đầy nếu cứ vậy thì đến bao giờ mới thoát tiếp lẻ bóng đây tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình định kỳ đáo hạn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu ngày thuận lợi cho việc di chuyển đi xa hao tài về giao thiệp ăn uống giải trí chữa bệnh tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công tuy nhiên mọi sự đều phải xong phẳng để tránh sự mích lòng về sau Ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa, ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức, nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu, hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Có tin tức ở xa, thuận lợi về công danh, tình cảm, tài lộc, không nên e ngại khi đảm nhận các công việc khó khăn hoặc mới lạ, sẽ có người hiểu được tài năng cũng như tâm tình của mình tài lộc dễ hao, tình cảm tốt. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Chuyện tình cảm chỉ nên để cho một mình hay biết, sẽ có người không tốt nhúng tay vào chuyện này, nên bỏ qua mọi dư luận, bàn bạc, cũng không nên tranh cãi, có tin xa, có chuyện bực mình, hoặc có sự trở ngại trong việc mong cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.